Thưa quý vị, câu chuyện mà người phụ nữ, người mẹ đã chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội cũng như là trên báo chí về tình cảnh éo le, oái âm mà mình gặp phải đối với con trai của mình. Bà đã gom hết tiền năm để đưa cho con trai xây nhà, rút cuộc, được con trai trả ơn bằng cách như thế này đây. Và sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết câu chuyện khá đau lòng của một người mẹ như thế này. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Hơn 60 tuổi đời rồi mà giờ tôi thấy mình dại quá. Mà dại với thiên hạ thì không nói làm gì. Đằng này bị con nó đối xử tệ mới buồn chứ. Tôi có ba đứa con, hai gái, một trai. Vợ chồng phải cầu mãi mới được một con trai nên có hơi chiều chuộng nó hơn hai đứa chị. Tôi trước làm công nhân không giàu có gì. May được bố mẹ chồng cho mảnh đất ở trong hẻm mới có chỗ chui ra, chui vào. Đến khi ông nhà tôi mất, hai đứa con gái đều lấy chồng xa chẳng nhờ được gì. Đến lúc con trai út lấy vợ Nó về dỗ ngon dỗ ngọt tôi Mẹ bán nhà này đi Để con lấy tiền làm ăn Tôi chưa kịp quyết định Thì nó đã đưa người vào xem nhà Thấy cũng được hơn một tỷ Nên tôi đồng ý bán Lấy được tiền nó làm cho tôi Cái sổ tiết kiệm 500 triệu Còn đâu để hai vợ chồng nó làm ăn Thời gian đó Tôi vào trong Nam Trong cháu ngoại khi thằng bé được 3 tuổi Đi nhà trẻ Nhớ con nhớ cháu nội Ngoài này nên tôi lại về Con dâu bảo Ở đây chật chội lắm Mẹ thuê tạm phòng trọ mà ở Khi nào làm được nhà Thì bọn con đón mẹ về Thế là tôi đành ở trọ Gần chỗ tụi nó Ngày thì vào trong cháu Tối lại ra ngủ một mình Con dâu cũng nhanh nhẹn xông sáo nên tụi nó mở đại lý gạch ốp lát Buôn bán mấy năm thì hai đứa mua được miếng đất Đi xem thầy được tuổi Làm nhà Nên con trai tôi bảo Mẹ còn 500 triệu tiền tiết kiệm Rút về để con làm nhà Rồi dọn về đây mà ở Nghe con nói vậy Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều Có mỗi thằng con trai Sau này không nương tựa nó Thì nương tựa vào ai Vậy nên Tôi ra ngân hàng rút hết tiền về đưa cho vợ chồng nó Nhà làm ba tầng rất khang trang Đồ nội thất cũng mua mới hết Cứ nghĩ con sẽ dành cho mình một phòng thoáng đãng Thế mà hôm đấy tôi dọn đồ sang Thì con dâu trải cái chiếu dưới gầm cầu thang bảo Mẹ nằm ở chỗ này cho mát Cầu thang nhà mình to Nên bên dưới còn rộng chán Dùng cái màn chụp ban ngày gấp lại cho gọn Tôi ngạc nhiên hỏi lại thế phòng mẹ còn lắp gì nữa mà lại phải ngủ dưới này con trai tôi bảo luôn có phòng nào trống nữa đâu mẹ tầng ba làm gian thờ cúng còn hai phòng bọn con với các cháu chật hết rồi ngày mai đứa em gì sang đây ở để đi học cho gần nên nó ngủ cái phòng nhỏ gần gian bếp mẹ nằm ở đây vừa mát vừa tiện còn gì nữa nghe xong tôi thấy buồn hẳn không biết các con nghĩ gì mà lại lót chiếu cho mình nằm ở đây Mỗi lần vợ chồng nó đi lên Đi xuống Các cháu chạy rầm rầm Đau cả đầu Đêm chẳng ngủ nổi Vì không có đệm Lưng đau như dần vậy Tôi nằm co quắp Mà nước mắt cứ chảy xa Nghĩ mình từng này tuổi vẫn khổ quá Giá như tôi không rút hết 500 triệu đồng Đưa cho con Thì giờ vẫn còn một khoản để phòng thân Ít nhất cũng không phải phụ thuộc vào tụi nó giờ tiền vừa mất lại bị chúng nó đối xử tệ chẳng ra gì đau lòng nhưng mình lỡ cho rồi đòi lại sao được thưa quý vị mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai mặc mẹ ốm con trai tôi vẫn theo vợ ra ở riêng vì hôm cưới mẹ không trao vàng nên cô ấy giận cứ bảo đẻ con trai được nhờ nào đâu có phải như tôi đây có con trai, có con dâu Cuối cùng ốm cũng chỉ đắp chăn nằm vỏ võ một mình Con cái chúng nói chẳng giọng ngó Vợ chồng tôi trước đây làm công nhân Lương lậu thấp chẳng đủ sống Cưới nhau 5 năm để liền lù hai đứa con gái Tôi định thôi không đẻ nữa Nhưng chồng bảo Kiểu gì cũng phải cố đẻ lấy thằng con trai Sau còn có đứa mà chống gậy Hai đứa con gái lấy chồng là hết bố mẹ nhờ vả gì được nghèo thì cũng nghèo rồi đẻ thêm đứa nữa chẳng vấn đề gì đâu em ạ à. chồng mong mỏi con trai quá nên tôi đành đẻ cố cũng may trời thương cho chúng tôi xin được thứ ba là trai đúng như là ước nguyện lương công nhân nuôi ba đứa con ăn học không phải là dễ dàng nhiều hôm vợ chồng toàn phải nhịn đói nhường phần cơm cho con ba đứa tuổi ăn tuổi lớn Bữa nấu bơ gạo vẫn chẳng thấm tháp vào đâu Mong mãi rồi chúng nó cũng lần lượt học xong ra trường Hai đứa con gái lấy chồng Xem như yên phận Riêng cậu con trai út chúng tôi chăm lo Đầu tư nhiều hơn Ra trường tôi mua xe Mua máy tính cho đi làm Ngày nó dẫn bạn gái về giới thiệu Mà vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt Khổ nỗi Gần thời điểm tổ chức cưới hỏi cho con Thì chồng tôi đổ bệnh đi viện nằm cả tháng Bao nhiêu tiền của phải dốc vào chảy chữa cho ông Nên chúng nó cưới tôi chỉ mừng được hai chỉ vàng Trong khi nhà thông gia mừng một cây Cứ nghĩ các con hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ mà thông cảm Ngờ đâu con dâu tôi phụng phịu so đo bố mẹ chồng ki bo Cho ít nên nó có thái độ sưng xỉa mặt mày ngay từ hôm cưới Buồn hơn cả là con trai của tôi Nghe vợ cũng quay ra tỏ thái độ lạnh nhạt với mẹ nó trách tôi không biết giữ thế diện cho con tôi tao con dâu ít vàng quá nên nó xấu hổ không dám ngấn mặt lên nhìn nhà ngoại sau cưới vì lo nhiều việc quá tôi cũng đổ bệnh ốm chồng tôi thì vẫn chưa khỏi hẳn thế mà con dâu con trai vì dỗi mẹ cho của hồi môn ít một mực dọn ra ngoài ở riêng mặc cho bố mẹ nằm đó không ai chăm tôi bảo chúng ở lại đỡ đần việc nhà tới khi chúng tôi khỏe lại rồi muốn ra ngoài thì ra nhưng con tôi bảo mẹ cho chúng con được cái gì mà đòi hỏi phải báo hiếu cô ấy giận muốn ra ngoài sống bố mẹ tự lo cho nhau đi con lấy vợ phải theo vợ nghe con trai nói mà tôi đau lòng quá mọi người ạ à. đấy cứ bảo đẻ con trai là được nhờ mà có nhờ được gì đâu vâng thưa quý vị và các bạn đọc hai câu chuyện nói về con trai và người mẹ quá đau lòng tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe cũng như là bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại